Cùng ngày 15 tháng 2, Thống đốc vùng Belgorod của Nga cho biết nơi này đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và 18 người bị thương. Giới chức Nga đã cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tấn công, nhưng Kiev chưa đưa ra bình luận nào. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Klakov đã đến thị xác tại một trung tâm thương mại bị thiệt hại sau vụ tấn công vào Belgorod. Ông Klarkov cho biết trong số những người bị thương có 5 trẻ em, một cơ sở thể thao và khu dân cư lân cận cũng hứng chịu thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 14 tên lửa ở vùng Belgorod trong ngày 15 tháng 2. Ukraine đã phóng chúng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt RM-70 Vampire. Trong thời gian gần đây, thành phố Belgorod ở miền nam nước Nga thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công từ phía Ukraine.